Alin 1 2 3 4 5 6 7 Alin. Ok, tất cả anh em vào đấy là tiếng vì vọt anh em nhá. Và bây giờ em sẽ thử tiếng echo anh em nghe này. Alin 1 2 3 4 5 6 7. Và anh em có thể là hòa quyện tiếng echo thì vọt thì anh em có thể là cho về chế độ cân giữa để chúng ta sử dụng là echo thì vọt tiếng cực kỳ mượt mà luôn anh em nhá. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Thành phố nào nhớ không đêm, nơi chúng mình tìm phút đêm đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Xin chào tất cả các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoa Alo nhá. Tiếp tục các video thì trong ngày hôm nay em giới thiệu tất cả các bác. Và đặc biệt đầu video em sẽ chương trình khuyến mại ngày hôm nay rất lớn cho tất cả các bác nhé. Rất mong tất cả các bác xem video ủng hộ xin một like. Đây là tiếp tục những sản phẩm những chiếc vàng của vàng cơ lai số của ETC DK890 Pro bên em bán rất là nhiều cho các bác rồi. Và em khẳng định tất cả các bác luôn, trong cái tầm giá tiền không có con nào mà hay được như con này cả. Con này nó sử dụng eco đi vật riêng biệt và nó có rất nhiều tính năng mới và rất hay anh em nhé. Con này thì em không phải giới thiệu nhiều nữa bởi vì em bán rất nhiều rồi. Ok chưa? Đặc biệt ngày hôm nay em sẽ chia tất cả các bác, em sẽ bán có cái chương trình khuyến mại tất cả anh em nhá. Nên tất cả các bác xem video các bác đừng tua nhá. Ok chưa? Đây. DK890 Pro nhá, hàng rất đẹp luôn, hàng chính hãng luôn anh em nhá. Đây, chính hãng ETC. Tất cả đầy đủ mã cốt vạch đầy đủ các anh em nhá. Con này thì giới thiệu sơ sơ qua lại các bác một chút. Đó, thì con này nó cổng USB mở nhạc này. Đấy. Chương trình FBX chống hú này thì con này có 5 chương trình chống hú 1 2 3 4 5. Thì thường thường em để cho các bác mức 1 mức 2. Ok chưa? Input thì bác chọn cổng là cổng Bluetooth, cổng quang COA, AUX1, AUX2. Đó. Và con này có 4-5 chế độ EQ, Classic này, Bop này, Rock này, Da này. Ok chưa? Và con này có remote điều khiển từ xa các bác nhé. Đây, chiếc remote điều khiển từ xa. Rất tiện lợi các bác sử dụng luôn. Và đây là control, tức là control thay cho con chuột các bác điều khiển. Ví dụ các bác muốn cho to nhạc thì các bác ấn vào nút Music. Đấy, to nhỏ nhạc này. Và em hướng dẫn các bác chỉnh luôn. Và tiếp theo, các bác muốn chỉnh giải chép này. Đấy. Giải chép này, tăng tép này. Ok chưa? Và giải ba, giải trung này. Giải bass này. Và con này có cổng sub, sub volume anh em nhá, sub volume. Đấy, sub volume. Và đây là cắt tần số của sub thì các anh em để mức 5 mức 7 thì cắt tiếng sub nó sẽ sạch lời, tiếng rất là sạch luôn. Tiếp theo cổng mic cũng vậy, đây là volume mic này. Đấy. Phần cây này. Phần giải chép của mic này, giải trung của mic này, giải bass của mic này. Ok chưa? Chế độ effect thì các bác nhá, đây effect tổng này, EQ của effect, bass trung tép, ok chưa ạ? Đây là reverb nhá, và đây là reverb time, ok chưa ạ? Đây là chế độ là đảo loa trái, tức là chúng ta vặn ở bên trái thì nó sẽ là echo, bên phải thì nó sẽ là reverb. Tiếp theo, delay, ok chưa ạ? Chế độ đảo loa R và L, repeat của phần echo. Thì con này rất dễ chỉnh, con này chỉnh nó sẽ tự lưu các bác nhá. Ok chưa? Con này em bán rất nhiều rồi các bác nhá. Lên tiếng chữ âm của nó quá hay, về từ đến nhạc luôn, nó rất hay luôn. Nó rất hay luôn các bác nhá. Em sẽ thử các bác nghe tiếng nhạc nữa nhá. Từ lại tiếng mic các bác nữa nhá. Và sẽ báo giá nhá. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 1 2 5. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bóng trong tim. Ok tất cả các bác nhá, và em sẽ báo giá trực tiếp các bác luôn này. Ngày hôm nay em sẽ chiên tất cả các bác là với mức giá là gì ạ? 1.450.000. Là bên em sẽ tặng các bác một bộ pin sạc này. Ok chưa? Chưa hết đâu. Và tặng một các bác một sợi dây cổng quang 2m, cổng quang xịn các bác nhá. Hai đầu đồng nhá, được chưa? Cổng quang sẽ là 2m và tặng bộ pin sạc luôn. Mức giá em vẫn là 1.450.000. Ok chưa nào? Một mức giá rất tốt cho tất cả các bác. Các bác nào chốt vang nhá, bác nào chốt vang này. Các bác comment tin nhắn là chốt vang. Chốt